Vâng, xin chào mừng các bạn và anh em quay trở lại với kênh của Phụ Tùng Mitsubishi An Việt. Ngày nay xin giới thiệu bạn và anh em, đây là thanh chống nắp capo của dòng xe Mitsubishi Xpander và Xpander Cross. Thì chất liệu cái này đều bằng thép hợp kim, được làm bằng thép hợp kim nhé, thanh hợp kim, được dập đúng theo tiêu chuẩn của hãng Mitsubishi. Và cái đây là cái cao su này, và đây là cái đầu nhựa này nó sẽ mắc vào trong cái chống vào trong capo, nó cài vào trong chỗ ở nằm ở trong thân xe. Thì cái này trong quá trình nằm ngay ở đầu xe, thì trong quá trình khi mà chúng ta đi thông xe, chúng ta chạy xe trên đường, do đâm va chạm va quyệt dẫn đến bị hỏng mất cái thanh chống nắp capo này, thì lúc đó bắt buộc các bạn phải thay thế để đảm bảo xe có thể vận hành và lưu thông tốt trên đường. Thì Phụ Tùng Mitsubishi An Việt chuyên nhập khẩu phân phối tất cả những chi tiết phụ tùng dòng xe Mitsubishi tại thị trường Việt Nam. Như vậy anh em nhu cầu các bạn vui lòng đến Phụ Tùng Mitsubishi An Việt, website phụtungmitsubishi.vn. Các bạn xem thấy hay thì nhớ nhấn like và đăng ký kênh để nhận thêm nhiều video mình sẽ review. Tất cả sản phẩm phụ tùng dòng xe Mitsubishi là phục vụ anh em cách hoàn toàn miễn phí. Và các bạn đừng quên để lại bình luận phía bên dưới để chúng ta cùng nhau trao đổi về kinh nghiệm sử dụng và tất cả chi tiết phụ tùng dòng xe Mitsubishi này.